Hải Yến xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tại Lâm Đồng, đêm nay ngày mai, ngày 5 tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, tại Lâm Đồng chịu ảnh hưởng rì bắc, rãnh áp thấp xích đạo có trục ở 6 đến 9 độ vĩ bắc. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 15 đến 31 độ. Cụ thể, khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đâm Rồng. Thời tiết chuyển biến xấu, ngày mai trời nắng trong thời gian ngắn, sau đó mưa kéo dài trên diện rộng. Nhiệt độ dao động từ 15 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Và tiếp theo là khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Đêm nay nhiều mây, ngày mai ở một vài khu vực có khả năng có mưa to, kèm theo lốc sét, người dân cần hạn chế ra ngoài vào thời điểm này. Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 19 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Và tiếp theo là khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ngày mai trời nắng mưa xen kẽ, vào chiều tối có gió giật mạnh, trời mưa to ở một vài khu vực. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Và cuối cùng là khu vực phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Đêm có mưa vài nơi, ngày mai nắng đến đầu giờ chiều, sau đó sẽ có mưa to ở vài nơi. Người dân cần lưu ý hệ thống thoát nước để tránh tình trạng ngập úng. Nhiệt độ cao nhất vào giữa trưa vào khoảng 34 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Thưa quý vị, mận tâm hoa vốn là đặc sản của vùng núi Bắc Hà, Lào Cai. Tuy nhiên giờ đây, loại cây này đã bén rễ trên cao nguyên Lâm Viên. Cách Đà Lạt chừng 60 km ở thôn Đông Mang, xã Đà Chai, huyện Lạc Dương, có vườn mận tâm hoa đang bắt đầu vào mùa chín đỏ. Mời quý vị cùng đến tham quan vườn mận này qua chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng ngay sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho các thắng cảnh trên địa bàn tỉnh và các thành phố trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.